Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, tình dục không chỉ là việc đưa vào hay đưa ra như một nhu cầu tầm thường của con người cũng như động vật nói chung. Để tình dục trở nên thú vị, nó phải được kết hợp với sự quan tâm lẫn nhau, âu yếm và vuốt ve. Ở đàn ông hay phụ nữ đều có những vị trí đầy nhạy cảm có thể khiến cảm hứng bùng phát và sẵn sàng tuyệt đối. Đặc biệt là phụ nữ, những người ham muốn có điều kiện thì cần đàn ông biết nhiều hơn và tinh tế hơn. Trong video này, Khánh Ngọc sẽ cho quý vị biết những đặc điểm vị trí nhạy cảm của nữ giới nếu được đánh thức. Họ sẽ cực kỳ hấp dẫn và hưng phấn, quý vị nhé! Đầu tiên là phần phía dưới gáy. Có rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm ở vị trí này. Hãy dùng đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng, và nếu bạn đang làm tình và đối phương đang nằm quay lưng về phía bạn, hãy nghiêng người và sử dụng nụ hôn nhẹ nhàng hoặc cắn nhẹ sẽ khiến cho bạn tình nữ không thể cưỡng lại được. Thứ hai là đùi trong. Khi quan hệ bằng miệng thì đây là vị trí không thể bỏ sót. Và để đạt được điều này, hãy cố gắng lướt nhẹ đầu ngón tay như gió hoặc sử dụng đầu lưỡi dọc theo mặt đùi trong của bạn tình. Điều này thì chắc chắn sẽ mang lại những dư vị tuyệt vời cho bạn tình nữa. Thứ ba là nách. Thật bất ngờ, nhưng nhìn chung thì vùng nách rất nhạy cảm. Không phải vô cớ mà chúng ta bị nhột khi bị người khác chạm vào. Nếu một cô gái thường xuyên vệ sinh sạch sẽ thì luôn muốn đàn ông trêu chọc họ một chút trước khi đi vào việc chỉnh. Ví dụ như là cù nhẹ để mà cô ấy cười. Điều này thì sẽ tạo thêm một chút vui tươi và thú vị cho màn dạo đầu. Thứ tư đó là nếp gấp giữa đùi và háng. Vẫn là một nguyên tắc cũ, làn da ở vị trí này rất mỏng manh và gần với bộ phận sinh sản nhất. Và do đó thì các dây thần kinh nằm ở đây được kết nối với các dây thần kinh ở đáy chậu của bạn tình nữ. Hãy thử lướt đầu lưỡi hoặc lòng bàn tay lên vùng này, xoa bóp nhẹ nhàng để đối phương cảm thấy được sự yêu thương và họ thậm chí còn rất hồi hộp để đón nhận những thú vị từ bạn. Thứ năm đó là đôi tai. Tai hay dái tai của phụ nữ cực kỳ nhạy cảm với rất nhiều đầu dây thần kinh kết nối với vùng não bộ. Với đặc điểm có làn da mỏng, nơi tiếp nhận âm thanh, nên từng hơi thở, lời nói của đàn ông khi làm tình vào đôi tai đều khiến cho phụ nữ nổi da gà. Người ta chỉ ra một cái mẹo rằng đó là cắn nhẹ vào dái tai của phụ nữ khi đạt cực khoái, có thể tăng cường gấp đôi khoái cảm. Thứ sáu là vùng giữa rốn và sương mù. Một khu vực không mong đợi, nhưng sự kích thích của nó có thể khiến huyết quản lưu thông mạnh hơn đến vùng kín. Phụ nữ rất thích đàn ông kích thích nhiều hơn ở khu vực này, nhưng rất ít đàn ông để ý tới nó. Việc quan tâm tới vị trí này sẽ đánh thức ham muốn của phụ nữ một cách đáng kể các bạn ạ. Thứ bảy đó là bàn tay. Nghiêm túc mà nói, lòng bàn tay của phụ nữ là nơi đặc biệt. Phụ nữ dễ cảm nhận được tình cảm của đàn ông thông qua cách mà anh ta nắm tay họ hoặc là xoay lòng bàn tay, hôn lên bàn tay. Rất nhiều những cử chỉ thân mật của đàn ông cũng không bằng nắm tay và xoa bàn tay của phụ nữ đúng cách, đúng thời điểm. Thứ 8 đó là bàn chân. Đây không phải là vùng kích dục nhiều, nhưng mát xa chân thư giãn luôn dễ chịu vì bàn chân chịu nhiều căng thẳng vì trọng lực. Bằng cách massage là bạn thể hiện sự quan tâm, chú ý và sẵn sàng dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Thứ 9 đó là môi. Môi cực kỳ nhạy cảm. Chúng có nhiều đầu dây thần kinh hơn gấp trăm lần so với trên đầu ngón tay của bạn. Và khi mọi người khóa môi nhau, nó sẽ kích thích sản xuất hormone hạnh phúc và khoái cảm. Vì vậy, những người khi làm tình mà không dùng đến môi thì quả thật là vô cùng đáng tiếc. Khi hai người trao cho nhau nụ hôn, hãy nhìn vào mắt nhau, áp trán vào nhau. Nhiều người còn có khả năng dùng tay để kích thích đôi môi của bạn tình bằng cách mân mê hay là chạm nhẹ lên đó, cũng khiến cho phụ nữ cảm thấy phấn khích kỳ lạ.
Vị trí thứ 10 là da đầu. À, đầu có nhiều máu lưu thông để hỗ trợ sự phát triển của tóc và có nhiều đầu dây thần kinh. Vì vậy đừng bỏ qua vị trí đó. Bạn có thể nhẹ nhàng túm tóc bạn tình và kéo nhẹ khi quan hệ để thể hiện bản chất thống trị của mình. Hoặc chỉ cần vuốt ve, xoa bóp và dùng ngón tay vuốt tóc cô ấy thì cũng khiến cho phụ nữ cảm thấy an toàn và tin tưởng vào bạn. Vị trí thứ 11 đó là vòng 3. Phải khẳng định rằng đàn ông đều thích những phụ nữ có vòng 3 đầy đặn và săn chắc. Chỉ cần nhìn những người phụ nữ này là đàn ông đã bị kích thích và nảy sinh ham muốn. Và chính nó cũng là bộ phận nhạy cảm đặc biệt ở phụ nữ. Với đôi bàn tay to rắn chắc của mình, đàn ông hoàn toàn có thể chủ động kích thích và đánh thức toàn bộ những dây thần kinh nằm rải rác trên bề mặt của vùng sinh dục này. Phụ nữ nào cũng đê mê khi được đàn ông chạm vào với một lực đủ mạnh để cô ấy có thể hét lên các bạn nhé. Ở vị trí thứ 12 đó là gò bồng đảo. Không ai là đàn ông mà không thích phụ nữ có đôi bồng đảo đẹp và gợi cảm. Nó là cơ quan sinh sản quan trọng của phụ nữ. Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng từ đó. Ngoài vẻ đẹp và thiên chức cao cả thì nó còn là một bộ phận sinh dục quan trọng. Vì sao phụ nữ phải bỏ rất nhiều tiền để tân trang, để nâng ngực? Bởi vì họ biết rằng đàn ông thích nó và nó cũng là thứ vũ khí đặc biệt của phụ nữ để chinh phục đàn ông. Họ muốn được đàn ông kích thích vị trí này mỗi ngày chứ không chỉ riêng khi làm tình đâu, quý vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, sự kích thích của hầu hết những vị trí mà Khánh Ngọc vừa chia sẻ đều tạo ra những cảm giác đặc biệt mạnh mẽ đối với phụ nữ. Điều quan trọng là phải biết sự nhạy cảm của đối tác đến mức nào và tăng mức độ hưng phấn của cô ấy ra sao. Và khi đó, bạn sẽ trở thành người yêu tuyệt vời nhất và cuồng nhiệt nhất. Trên cơ thể con người có rất nhiều đầu dây thần kinh và chúng không chỉ được tìm thấy trên bộ phận sinh dục mà còn ở các khu vực khác. Cách dễ nhất là giao tiếp để phát hiện các vùng nhạy cảm nhanh hơn, tác động đến chúng một cách chính xác và mang lại thú vị cho nhau. Đàn ông đôi khi quên rằng về nguyên tắc, da là cơ quan lớn nhất ở cơ thể bị ảnh hưởng. Bởi bề mặt da cũng là bề mặt chiếm diện tích lớn nhất trên cơ thể con người. Do đó, độ nhạy cảm của mỗi phụ nữ là khác nhau. Vì vậy, hãy chú ý đến điều gì sẽ khiến cô ấy hài lòng nhất dựa trên phản ứng của cô ấy. Không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc đặc biệt nào, bạn chỉ cần cảm nhận được sự khao khát và là người sẽ dẫn dắt và giải phóng phụ nữ khỏi những rào cản ngăn cô ấy đến với tình dục. Hãy biến cuộc sống thân mật của bạn thành điều mà bạn và bạn gái của bạn mong muốn. Chỉ cần bạn thay đổi quan điểm của phụ nữ về tình dục và đàn ông, cô ấy sẽ bắt đầu khao khát và cảm nhận tốt hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.